giống như các chương trình tập của mấy khác. Stabilize, đầu tiên là stabilization. Tập stabilization để làm cái gì? Để thì ở cái pha này á, cái phase này nó sẽ giúp cho, nó sẽ thực hiện bởi những cái chuyển động nhỏ thôi, những chuyện cái biên độ không quá lớn thực hiện ở những cái khớp của mình. Để giúp cho cái việc gì? Để thực hiện cho cái việc nãy Ly có hỏi nè. Để thực tăng cái tiếp đất cơ học. Tiếp đất cơ học là gì? Tức là mình nhảy lên xong mình tiếp đất như thế nào cho đúng. Tiếp đất như thế nào để cho nó êm, cho nó không có áp lực lên cái khớp của mình. Rồi mình thực hiện plyometric, mình nhảy như thế nào mà mình vẫn giữ được cái form của mình, cái posture alignment của mình, nó không có bị lệch, nó không có bị bù trừ bằng những cái phần khác trong cái cơ thể. Ok. Và tập phản xạ reactive neuromuscular efficiency, tức là hiệu quả phản xạ của hệ thần kinh ở cái phase này ha. Ở phase này mình nói lại những cái ý đó là nó tập cái gì, để tập landing mechanic nè, postural kiểm soát posture, tư thế của cơ thể, rồi hiệu quả hệ thần kinh cơ, cũng như là phối hợp toàn bộ cơ thể trong cái chuyển động. Rồi ở đây lưu ý, khi thực hiện tiếp đất trong cái pha này á, trong cái phase này á, thì họ sẽ phải giữ cái ổn định, giống như nhảy chạm xuống đất xong họ sẽ giữ 3 cho đến 5 giây rồi mới tiếp tục cái rep tiếp theo. Chứ thì cái này Ly hơi áp dụng cho khách hàng, mấy người mà đang nhảy bột 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 đó, kêu họ nhảy xong rồi giữ, nhảy khi mà họ chạm lên bề mặt, ví dụ nhảy lên cái hộp, nhảy lên xong giữ lại, để cho, hoặc là nhảy từ trên hộp nhảy xuống tiếp đất giữ lại 3 đến 5 giây để cơ thể bắt đầu cân bằng, làm quen. Để làm cái gì? Nhấn mạnh cho họ biết là lúc này là đang tập cách tiếp đất, tập cho cách giữ tư thế cho động tác nó đúng, chứ không phải là cho nhiều, cho khó. Okay. Rồi ví dụ ở đây, một số bài như squat jump with stabilize, hoặc là box jump up, box jump down, hoặc là multiplana này tức là đa mặt phẳng, nhảy đa mặt phẳng, xoay nhiều mặt phẳng khác nhau. Rồi ví dụ như tại chỗ này, đầu tiên là squat jump, squat xuống nhảy lên đó, không cần nhảy cao, chỉ cần nhảy cái bàn chân rồi khỏi mặt đất là được, xong rồi tiếp đất. Thì ở đây yêu cầu cái gì? Yêu cầu là mình tiếp đất softly, tức là êm, không có ồn, nhảy tiếp đất êm. Đó là mình yêu cầu khách hàng. Với điều kiện gì? Là cổ chân, đầu gối, hông hơi cong nhẹ, hơi gập nhẹ, và giữ được tư thế của mình optimal alignment. Đây, ví dụ như đây. Thì các bạn có thể thấy từ cái hình bắt đầu nhảy và khi kết thúc động tác, gần như là cái chuỗi alignment nè, kinetic chain nè, từ bàn chân, cổ chân tới đầu gối, hông nè, nó đều giữ được trên cái chuỗi thăng bằng. Ok, thì mình là người huấn luyện viên hoặc là mình là người tập, mình muốn check form, mình cũng check như vậy. Mình đứng trước mặt họ, mình coi cái form họ nhảy như thế nào. Tại vì khi tiếp đất họ sẽ phải giữ 3 đến 5 giây, thì lúc đó mình sẽ đánh giá. Ok. Rồi, đó là bài đầu tiên squat jump. Tương tự box jump cũng vậy, nhảy từ dưới thấp lên cao, thì cái này nhảy khó hơn, nhảy lên và tiếp đất. Hoặc là box jump down, thì đứng từ trên hộp nhảy xuống. Còn cái về multiplana box jump, box jump có nhiều, mà tại vì mình, như các bạn biết, mình có 3 mặt phẳng chuyển động: mặt frontal, sagittal và transverse. Thì frontal là sagittal trước, nhảy phía trước nè, phía trước phía sau. Rồi đây nhảy ngang. Rồi transverse là xoay, đứng ở dưới đây rồi nhảy xoay 90 độ tiếp đất ở trên, tiếp ở trên cái hộp đó. Để mình đáp ứng đủ 3 mặt phẳng chuyển động, để cơ thể thích nghi với cả 3 mặt phẳng chuyển động. Đó là cách biến thể và tác dụng của các kiểu, gọi là các kiểu tập khác nhau. Rồi đây là box jump down ha. Box jump down cũng tương tự như vậy, cũng có 3 mặt phẳng chuyển động, nên họ ta mới đưa vào đây. Và lưu ý, khi mà mình landing, khi mình tiếp đất hoặc là tiếp lên cái hộp này, mình đều phải giữ 3 đến 5 giây. Tại vì đây là cái phase đầu tiên, phase số 1, để cho họ làm quen, giữ cho thăng bằng.
những cái posture của họ, tập hệ thần kinh cơ đó. Rồi plyometric multiplanar jump, đây là nhảy xa, short jump, multiplanar jump cũng vậy, cũng có ba mặt phẳng nhảy dưới đó. Rồi thứ hai là face strength, plyometric strength, thì nó là những hoạt động gì? Những hoạt động dynamic, eccentric, concentric, hoặc là nãy mình có cụm từ là short cycle stress đó. Và ở đây full range of motion, cái ở trên hồi nãy mình chỉ cần slightly bending thôi, slightly flexion thôi, tức là chuyển động nhỏ ở cái khớp thôi, tức là quỵ vừa thôi. Còn những cái chuyển động này bắt đầu nó sẽ full range, full, đi hết biên độ của chuyển động. Để nó mang lại lợi ích gì? Mang lại khả năng, nó sẽ tùy theo tính đặc thù của những môn thể thao. Có những môn thể thao cần phải bật nhảy cao chẳng hạn, thì lúc này yêu cầu cái người thực hiện cũng phải bật nhảy cao để nó bắt chước cho cái chuyển động đó, cho nó quen dần. Thứ hai là yêu cầu gì? Nó sẽ tăng được tốc độ phát lực, tăng tốc độ phát lực. Rồi. Và cải thiện, cũng là cải thiện hệ thần kinh, hệ thần kinh cơ. Rồi. Và ở đây là cả hệ thần kinh cơ và toàn bộ cơ thể kết hợp với nhau. Và mình cũng tương tự cái kia, là mình sẽ, khi mà mình sẽ dành một ít thời gian để, gọi là sao ta, để trước khi thực hiện động tác, để mình lấy lực một cách nhiều nhất có thể, giống như sẵn sàng nhảy đó. Và mình nhảy phát lực tối đa, xong sau đó mình cũng stop lại một xíu. Ở đây người ta không nói là bao nhiêu giây, người ta chỉ nói là short amount of time, tức là một khoảng thời gian ngắn, vài giây gì đó, để thực hiện cái động tác này. Thì nhìn chung nó tương tự, nhìn nó có vẻ giống như cái phần phía trên, nhưng mà khác ở chỗ nó sẽ phát lực mạnh hơn, mạnh hơn, và nó có số rep liên tục hơn, số rep liên tục hơn so với cái kia. Cái kia mỗi lần bật lên xong phải đứng xuống dừng 3 giây, 5 giây gì đó. Còn ví dụ này mình phải tiếp xuống giữ 1, 2, bật tiếp, hoặc là 1, nhảy xuống 1, 1, 1 gì đó. Thì nó sẽ khác nhau ở cái gọi là cái tempo. Ở đây người ta gọi là tempo, tức là nhịp độ, nhịp độ cao hơn so với cái kia. Ở đây là touch jump. Touch jump là nhảy và co gói cao hết mức có thể, xong rồi tiếp đất, giữ, xong rồi lại tiếp tục nhảy lên vậy. Touch jump, butt kick, butt kick. Ok, đây là những cái hình hướng dẫn thực hiện động tác thôi. Mình chủ yếu mình hiểu nguyên lý của nó, còn bài tập thì cơ chế giống nhau. Power step up, bước lên bục xong bật nhảy lên. Rồi, tới cái phase power này thì nó sẽ giúp cái gì? Nó sẽ kích hoạt toàn bộ cơ thể, cơ thể trong lúc, kể cả co cơ, co duỗi cơ, tăng vận tốc, tăng vận tốc thực hiện động tác, cải thiện chức năng chuyển động, cải thiện khả năng phát lực, raise up for production. Rồi tăng được cái sức mạnh, cái mà cái pha eccentric á, cái pha eccentric nó sẽ mạnh hơn so với bình thường, tức là cải thiện được khả năng phát lực tốt hơn, mạnh hơn. Rồi khớp, cơ khớp, tất cả đều cũng liên quan đến cơ khớp và hệ thần kinh plyometric. Rồi ở đây yêu cầu cái gì? Thực hiện bài tập nhanh nhất có thể, as fast as explosive as possible, nhanh nhất, mạnh nhất, nhanh nhất và mạnh nhất có thể. Ok, đây nên nó mới nằm ở phase power, nó khó nhất. Đây cái bài nãy mình nói ice skater động tác trượt tuyết, giống như trượt tuyết, mô phỏng trượt tuyết, nhảy liên tục qua lại như vậy. Yêu cầu họ khi tiếp đất, họ phải giữ được cái posture của họ, vai hông đều luôn thẳng nè, chỉ có chân di chuyển thôi. Và cái độ khó các bạn có thể thấy nó sẽ cao hơn nhiều so với những phần trên. Rồi ví dụ này cũng là step, bước lên bật nhảy giống như cái face strength, nhưng mà cái này thì cái mức độ liên tục nhiều hơn, tốc độ cao hơn cả cái kia ha, nó cứ tăng tiến dần. Ở đây là bài cứ chậm hai chân, nhảy lên nhảy xuống, nhảy qua nhảy lại, tăng mà thực hiện nhanh nhất có thể. Nhanh như thế nào là nhanh?
Thì để mình mở một cái video coi thử. Test đi. In out. Nhanh cỡ nào thì được. In and out. Exercise. In and out. Không có. In out, out. Đây ví dụ vậy. Nhanh như thế nào là đủ? Cái này là bước. Tốc độ chắc cỡ này hoặc cao hơn. Tốc độ cỡ đó. Đây, như thế này là những bài về power. Có thể mình thấy nó đơn giản, nó khá là đơn giản, nhưng đây đã xếp ở, có thể xếp ở phase power rồi. Nên nên khách hàng mới hoặc là khách hàng đang thừa cân chẳng hạn, hạn chế tập mấy này. Tại vì tập nhiều không tốt cho khớp. Ok. Rồi, đó là bài về plyometric. Plyometric tập luyện 3 phase khác nhau: stabilize, strength, power. Số bài lượng bài tập 0 đến 2, 2, 4 hoặc là 2. Số set 3, 3, 3. Rep khoảng 8 rep. Ở đây thì có giữ 3 đến 5 giây, nghỉ 90 giây. Còn đây thời gian nghỉ khác nhau đây ha. À, fast possible. Rồi, thì mình sau đó mình sẽ đưa vào cái bảng của NSM đây. Đó là bài plyometric. Rồi các bạn có hỏi gì về bài này không? Ok. Ok hết không? Với cái chấn thương cổ chân của Duyên thì giờ tập cái phase đầu tiên hả? Cái đâu được tập phase bao giờ? Phát nghĩ là nên tập lại cái phase đầu tiên. Nó cũng là plyo, nó cũng là plyometric, nhưng mà nên tập phase đầu tiên để mình, đúng không? Thì ví dụ Duyên đứng ở trên cái bậc thang đi, hoặc là cái ghế nhỏ nhà, cái như nhảy xuống, Duyên thử giữ thăng bằng lại. Bắt đầu hai chân quen rồi đúng không? Bắt đầu mình sẽ nhảy một chân, bắt đầu bằng cái chân lành trước để cho nó quen, cho hệ thần kinh biết à đứng một chân nó khác gì với hai chân. Còn không thì một chân đừng có đứng trên cầu thang mà đứng tại chỗ bật lên rồi tiếp đất bằng một chân rồi giữ 3 đến 5 giây. Xong sau đó chuyển qua cái chân đang bị chấn thương, đứng bật tại chỗ một chân xong giữ 3 đến 5 giây. Giữ ở đây là giữ nó đứng thăng bằng và nó giữ được cái chuỗi kinetic mình thẳng, alignment. Đó là cái mục tiêu mình đang tập. Ok. Thì mình sẽ thấy được cái độ khó của nó và có thể sẽ thấy được hiệu quả. Nên từ từ tập là một con đường rất là dài, nên đừng có nôn nóng. Chứ mình mà nôn quá là mình sẽ bị đứt gánh, cứ dòng mình sẽ ở trong cái vòng lặp chấn thương đó, mình ở hoài mình không ra được hết. Ok. Ok. Rồi. Tiếp theo bài 12. Thì cái bài plyometric đó để phục vụ cho bài này speed, agility và quickness. Speed, agility, quickness. Ba cái này dịch ra hầu như nó có một nghĩa là nhanh. Mang nghĩa là nhanh với nhau. Đều là nhanh hết. Tốc độ nhanh nhẹn và huấn luyện tính nhanh nhẹn. Tốc độ nhanh nhẹn. Speed này hình dung đơn giản nhất là chạy 100m hoặc 50m bùng phát, chạy nhanh hết sức có thể, thì đó là speed. Cải thiện sức mạnh bùng nổ và speed. Ok, tốc độ. Agility. Agility là nó khác cái speed ở chỗ nào? Ở chỗ là nó có những cái gọi là cutting, gọi là chuyển hướng, cắt góc này kia. Còn quickness là phản xạ. Rồi, đi vào bài. Khái niệm về speed, agility và quickness, hoặc viết tắt là SAQ. Một số chương trình mình đọc mình sẽ thấy viết tắt là SAQ, là mình biết nó viết tắt của ba cụm từ này ha. Speed, agility and quickness. Nó similar, nó tương tự như tập luyện plyometric reactive training. Và cũng là cái việc cơ thể của mình phản ứng lại với cái bề mặt tiếp xúc, là cái mặt đất hoặc là một cái bục hoặc là một cái mặt phẳng gì đó mình tiếp xúc và phát lực lớn cho nó, có kết hợp cả tốc độ và sức mạnh trong đó, velocity and speed of movement. Ok.
Rồi, ở đây thì khái niệm speed được giới thiệu hiểu đơn giản nó là tốc độ và liên quan đến vận tốc. Vận tốc mình thực hiện được trong một cái khoảng cách. Ví dụ chạy phía trước, chạy lên 50m trong vòng bao nhiêu giây, chạy 100m được bao nhiêu giây, hoặc là chạy ngang qua được bao nhiêu giây, chạy lùi bao nhiêu giây chẳng hạn. Đó là speed. Rồi, try and speed. Rồi, dựa trên thời gian ha. Agility. Agility ở đây được hiểu là việc cơ thể có thể chuyển hướng nhanh. Change of movement, direction, chuyển hướng một cách nhanh. Thì ở đây là những người nào tập mấy cái này, agility này phù hợp cho vận động viên như là chơi bóng rổ nè, bóng chuyền, đá banh, gì nữa ta, trượt patin, trượt ván chẳng hạn. Đó, mấy cái môn mà sẽ có xảy ra những cái trường hợp phải chuyển hướng nhanh đột ngột. Thì những cái mà chuyển hướng nhanh đột ngột đó, nếu không có tập những cái này á, khả năng chấn thương rất là cao. Nên thời gian đầu lúc mà mới bắt đầu về dạy, mình có nói là khả năng chấn thương của mấy người ngoài văn phòng rất là cao. Mà hở ra mấy anh đi làm xong cái tự nhiên hứng lên, không có tập luyện gì hết trơn, rủ đi đá banh. Hoặc là lâu lâu công ty tổ chức đá banh, lâu lâu tổ chức bóng chuyền, trong khi nhân viên không ai tập luyện gì hết trơn. Xong chấn thương là chuyện khó tránh khỏi. Thì đây lý do tại sao mình nên kết hợp. Thì bữa giờ mình học thì nó có rất là nhiều cái element, cái thành phần của fitness, chứ không phải chỉ có tập tạ. Tập tạ là một phần trong đó, tập resistance là một phần trong đó. Thì tất cả những việc tập luyện đều có thể giúp mình thoải mái hơn trong cuộc sống, cũng như là mình chơi thể thao được an toàn hơn. Đó, thì đây là những cái giúp mình như vậy. Rồi, quickness. Ở đây có thể hiểu chữ quickness này là khả năng phản xạ của cơ thể và điều chỉnh một cách thích hợp ở những cái chuyển động của cơ thể. Như hồi nãy mình có ví dụ như là mình làm đánh rơi đồ chẳng hạn, thì đang đứng mà mình đột ngột mình bị rơi đồ hoặc là mình không để ý gì đó, nhưng ngay lúc đó mình phản xạ nghiêng người xuống, mình chụp lại hoặc là mình dùng chân mình đỡ lại hay gì đó, thì đó là quickness, là cái phản xạ của mình. Thì tập luyện quickness để tập cái đó. Quickness này phù hợp với ai? Với những người đánh ví dụ như tennis nè, bóng bàn nè, boxing nè, mấy môn võ. Tại vì tốc độ rất là cao, nhanh và phát lực mạnh. Đó, quickness, tập phản xạ. Rồi, SAQ, cho phép cơ thể thực hiện tăng tốc, giảm tốc và những cái chuyển động dynamic, dynamical. Trong lúc cơ thể, toàn bộ cơ thể, trong lúc và cơ thể được giữ được cái sự ổn định của nó trong khi đang ở cái vận tốc cao, giống như đang chạy rất là nhanh. Mấy anh đá banh hôm qua chẳng hạn, mình không có coi nhưng mà mình biết đá banh là như thế nào. Đang chạy nhanh, người ta chùi tới nhảy qua, hoặc là người ta trượt tới, mình phải giữ dừng đá banh lại, chuyển hướng. Đó là tập SAQ giúp cho họ có những khả năng đó. Chứ mình mới vô không tập hết, mình làm mấy đó không được đâu, hoặc là rất là dễ chấn thương ha. Rồi, running sẽ giúp hỗ trợ running nè. Cutting là cắt góc á, cắt góc là chuyển hướng đó, hoặc là change direction. Rồi, SAQ hầu hết nó đều liên quan đến cái nervous system. Nervous system là hệ thần kinh cơ và khả năng phản ứng của hệ thần kinh cơ và kiểm soát những cái motor unit hoạt động cùng với nhau. Rồi, khái niệm speed ở đây, là khả năng di chuyển của cơ thể trong một hướng cố định nhanh nhất có thể. Nói lại ha, speed là khả năng di chuyển của cơ thể ở một hướng cố định nhanh nhất có thể, as fast as possible. Rồi, để thực hiện được cái chuyển động nhanh nhất có thể gì đó, nó có hai yếu tố. Thứ nhất là gì? Stride rate này, tức là stride này là bước chân á, cái sải chân của mình á, tỷ lệ sải chân bao nhiêu nhịp một phút chẳng hạn, hoặc là 10 giây được bao nhiêu sải chân. Và thứ hai là độ dài của cái sải chân đó, tỷ lệ và độ dài. Thì cái đó là hai yếu tố. Ví dụ những người chạy 100m, những người hoặc là những người chạy marathon, chạy đua chẳng hạn, những người điền kinh, thì họ phải tập luyện cái speed này nhiều,
để nếu họ không có được cái lợi thế về chiều dài của cái stride length này thì họ sẽ phải kích hoạt được cái stride rate, thì cái tỷ lệ phải cao. Đây là nói trường hợp là người cao người thấp. Còn ví dụ hai người cùng chiều cao thì làm sao để người này hơn người kia? Ai có ý kiến không? Hai người cùng một chiều cao, làm sao hai cái yếu tố này ảnh hưởng gì đối với hai người cùng một chiều cao chạy 100m với nhau? Thì làm sao ví dụ vận động viên mình có thể thắng được người kia? Duyên. Tập bước nhanh hơn. Tập bước nhanh hơn, phản xạ nhanh hơn, tỷ lệ bước chân nhanh hơn. Còn cái stride length này, lúc mà chuẩn bị chạy thì thẳng người hơn hay sao? Em nhớ từng xem một cái video hình như anh phát lên hay sao ấy ạ, của cái ông Usain Bolt với cả cái ông bên cạnh ấy. Đó thì cái tỷ lệ bước chân của họ nhiều hơn được á thì họ sẽ chạy nhanh hơn. Thứ hai, còn cái stride length này á, nó thuộc về cấu trúc của cơ thể họ. Bây giờ hai người cùng chiều cao giờ sao, cùng chiều dài của cái chiều dài xương chân rồi sao, thì lúc này liên quan đến cái việc tập flexibility mobility, nhớ không? Người nào mà có cái độ linh hoạt tốt hơn thì họ giữ được cái form, cái biên độ sải chân họ sẽ tăng hơn, mặc dù họ có cùng chiều dài xương nhưng biên độ họ có thể mở rộng hơn, giúp cho cái sải chân của họ rộng hơn. Ok, đó là cách để tập. Thì những người chạy điền kinh cần đáp ứng tối ưu được cả hai cái việc này để có thể đạt được kết quả tốt nhất đó. Rồi, vậy cơ chế chạy, đây là nói về cơ chế chạy của chạy sprint đó, là bước tốc 100m, 50m, 100m nữa. Rồi, thì khi có hai cái, thì khi mình chạy thì có một chân trước và chân sau, thì chân trước người ta gọi là front side mechanic. Thì nó có ba cái cơ hoặc là cái khớp, ba cái khớp gặp ở đây là khớp của gối, của cổ chân và khớp hông gặp cùng lúc với nhau và đồng bộ với nhau để phát lực, để chuẩn bị đạp xuống đất, để đẩy người về trước. Rồi, còn cái chân phía sau thì yêu cầu cái gì? Cái back thì ở phía trước thì gọi là front side, còn phía sau gọi là back side ha. Cái chân sau của mình thì phải duỗi được tối đa. Tưởng tượng nếu họ không có cái khả năng flexibility, cái khả năng linh hoạt cơ thể, thì họ sẽ không thể duỗi tối đa được cái cổ chân cũng như là cái đầu gối hay là khớp hông của họ để thực hiện chuyển động, mà lúc đó khả năng cao sẽ dễ bị bù trừ đó. Thì đây là lý do phải kết hợp nhiều mô hình, nhiều cái thành phần fitness với nhau để tập luyện cho tối ưu đó. Thì khi họ duỗi, cải thiện được cái improve được cái backside mechanic này, là cái chân chuỗi phía sau á, thì họ sẽ đẩy lực về sau mạnh hơn, stronger push phase nè. Và lúc này khi mà cơ duỗi, cái chân sau duỗi tối đa, thì lúc này cái cơ mông lại co tối đa. Khi chân duỗi tối đa ra phía sau thì các bạn thử đạp cái chân phía sau thì thấy, khi bạn đạp hẳn cái chân phía sau giống như cái động tác mà kickback á, đạp ở phía sau là lúc này cơ mông đạp mạnh xuống đất nhất và đẩy được cái người mạnh nhất đó. Thì đây là cái gọi là mechanic, tức là cơ chế cơ học của cái chuyển động. Rồi tiếp theo là agility. Agility là khả năng của cơ thể, ở đây nó có định nghĩa lại lần nữa, khả năng cơ thể tăng tốc và giảm tốc độ, tăng giảm tốc độ và giữ được sự ổn định cơ thể cũng như chuyển hướng một cách nhanh chóng mà vẫn giữ được tư thế ổn định đó. Các bạn hãy nói gắn tắt lại như vậy: tăng tốc, giảm tốc, hoặc là đang chạy dừng đột ngột lại nhưng vẫn giữ được cái form của mình, cái posture của mình. Ok, rồi thì khi nếu tập luyện cái agility này sẽ giúp cái gì? Sẽ giúp chúng ta hạn chế được chấn thương bởi cái việc nâng cao khả năng kiểm soát cơ thể của mình rồi. Và kiểm soát ở đây là gì? Kiểm soát ở tất cả các mặt phẳng đó, kiểm soát tất cả mặt phẳng cũng như các kiểm soát của hệ thần kinh đối với cơ thể. Rồi, comment ở đây là kinetic. Ví dụ mình cần
kiểm tra cái tư thế của một cái người khách, một người vận động viên khi họ thực hiện những bài tập này, thì mình kiểm tra cái gì? Ví dụ cũng như mình là học cái bài assessment thôi, bàn chân, cổ chân, đầu gối này kia nọ, thì ở đây người ta giải thích ra cần phải thẳng hàng với nhau hay sao đó, hoặc là phải co duỗi tối đa như thế nào để nó hạn chế bị bù trừ lực đó. Thì không nên có những cái gọi là chuyển động bù trừ của cơ thể khi mà thực hiện những cái bài tập này, thì nó lại liên quan ngược lại cái bài flexibility. Rồi về cái quickness reaction time, quickness là khả năng phản ứng, phản xạ của cơ thể ha, là khả năng cơ thể phản xạ lại với việc thay đổi vị trí của cơ thể với một cái lực tối đa nhất được tạo ra trong cả tất cả các mặt phẳng và tất cả các vị trí, các bộ phận trong cơ thể của mình. Quickness, phản xạ. Rồi. Ví dụ ở đây người ta đưa ra ví dụ tập luyện này ở những động tác như là đánh bóng chày, baseball, hitting baseball, hoặc là ngã xe, thì làm sao để phản xạ, hoặc là bị tai nạn xe, để hạn chế tổn thương. À, giống như tai nạn xe, có thể di chuyển kiểu mình né qua một bên hay mà một bên khác để cho nó hạn chế chấn thương khi bị tai nạn xe. À, ở bữa nay không có bạn Nhật học, bạn Nhật đánh boxing. Đối với các cái bạn mà tập võ, nhất là những môn như boxing hoặc MMA, hoặc là các bạn, tại vì các bạn thường phải thủ phải che mặt, thì xu hướng là dễ bị gù về trước. Gù về trước thì nó lại mất kiểm soát cái chuỗi phía sau. Mất kiểm soát chuỗi sau thì khi họ đấm nhanh như vậy mà không có một cái gì để nó cái chuỗi sau kéo lại, thì khả năng chấn thương vai cao. Khả năng chấn thương vai cao thì đối với những người đó nên tập, cũng nên kết hợp tập với kháng lực, tập với quickness chẳng hạn như thế này, để tập cho có cái cơ phía sau, cái lưng, cơ lưng mạnh, cơ vai sau mạnh, để nó hãm lại cái lực, để nó giảm tốc phù hợp, để hạn chế chấn thương khớp và dây chằng. Rồi, ở đây ở trong cái bài SAQ này á, nó không có chia thành phase, mà nó chia ra những cái độ tuổi hoặc là những cái khách hàng tập cái này để làm cái gì á. Thì đối với trường hợp thứ nhất là những người không phải vận động viên, đối tượng không phải là vận động viên, thì tập cái này để làm cái gì? Họ sẽ đặt những câu hỏi như vậy, thì mình có thể ghi ra để sau này mình có cái để mình nói với họ tại sao bữa nay mình giải thích tại sao anh chị phải tập này đó, rồi giúp cho cải thiện khả năng thể chất đối với những người lười vận động, sedentary adults, và cũng như cải thiện về các vấn đề sức khỏe của họ, tăng khả năng kiểm soát cơ hệ thần kinh cơ, biomechanics là chuyển động cơ học. Rồi từ cái đó cũng có thể, từ việc vận động nhiều hơn sẽ giúp giảm cân, phối hợp cơ thể, coordination, phối hợp cơ thể, phối hợp kiểm soát thân trên thân dưới cùng với nhau, giống như như chúng ta đi dạy, chúng ta cũng thấy là những người chưa bao giờ tập á, khi mình bắt đầu chỉ họ squat hay deadlift rất là khó, tại vì đó rất là mới với họ, thì việc tập luyện giúp cho họ làm quen với những cái việc như vậy dần dần và họ áp dụng vào cuộc sống. Rồi hạn chế được cái việc chấn thương khi thực hiện đúng động tác và đúng theo tăng tiến, giúp cho họ an toàn hơn đối với những cái sinh hoạt hàng ngày. Rồi không giống như tập luyện steady state hay là moderate intensity, thì đối với cái bài tập luyện SAQ này nó thuộc loại là level hơi cao, cần có tốc độ ha. Thì ở đây họ yêu cầu phải có tăng tốc, giảm tốc và chuyển góc, chuyển hướng để cho cơ thể kích hoạt hệ thần kinh tối đa. Nên khi thực hiện bài tập
SIQ này em SIQ này neuromuscular in development demand. Nói nôm na là nó sẽ phải có một cái sự chuẩn bị về thể chất trước khi tập luyện SAQ. Và đôi khi hồi nhỏ chúng ta cũng đã có tập SAQ rồi, không nếu kể cả chúng ta không phải là vận động viên. Đối các bạn, chúng ta tập SAQ lúc mà hồi 3, 4 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi là tập cái gì? Duyên, biết không? Đang nghĩ. Bạn nào biết chúng ta tập SAQ này hồi nhỏ chúng ta tập gì? Ly biết không Ly? Em nghĩ là hồi nhỏ mình cũng vận động nhiều, nhưng mà nếu mà bảo chia ra thì chắc là em cũng chưa nghĩ. Không, mình không có nói là đang chia ra, mình đang nói là có những bài, những thứ mà mình đã làm nó liên quan đến SAQ này từ hồi nhỏ rồi, mà đôi khi mình không có nhớ, nhưng bây giờ mình thử recall lại coi mình có biết là mình đã từng làm những cái gì liên quan đến SAQ này hay không. Nếu mà ví dụ tốc độ thì như kiểu ngày xưa mà đuổi nhau các thứ, kiểu chạy thì lúc đầu mình khi mà mình trêu nhau cái kiểu mình chạy thì lúc đầu càng chạy lại phải càng cố chạy nhanh để thằng kia đỡ đuổi theo ấy ạ. Đó là một trong những SAQ đó. Sao Duyên? Chơi bình mắt bắt ghê ạ. Ok. Nè, ví dụ như chơi 5-10. Chơi 5-10 cái đứa mà bắt mình á, nó thấy mình rồi là có phải hai đứa đều cũng phải chạy nhanh nhất có thể không? Là speed đó. Đúng không? Rồi ví dụ như chơi Ken chẳng hạn. Có ai chơi Ken không? Ai biết chơi Ken không? Là như thế nào? Luật chơi như thế nào anh? Chơi Ken là một người bị, và cái người đó phải chạy để chạm những người xung quanh của người đó. Ví dụ một nhóm 5 người thì một người bị và 4 đứa chạy. Làm sao để đừng cho cái đứa bị chạm vô cái đứa chạy? Và khi bị gần như là đã bị chạm thì cái đứa mà không muốn người kia chạm để mình bị thì sẽ phải hô lên một cái gì đó. Hô một cái từ gì đó. Ví dụ người ta chơi Ken trái cây thì sẽ hô tên một loại trái cây lên. Xong người ta đang chạy nhanh thì đột ngột ta phải đứng lại. Đó. Ở chỗ em gọi là chơi đồ. Đó. Thì đang chạy nhanh, đang chạy nhanh. Nhưng mà chỉ cần kêu đồ thôi, không cần phải kêu trái cây. Đấy. Ừ thì ở miền Nam á. Ở miền Nam Duyên có chơi không Duyên? Ở miền Nam người ta gọi là chơi Ken, hoặc là dưới quê anh người ta gọi là chơi Ken. Có, nhỏ có chơi nha. Đó, đừng tuổi thơ bất hạnh nha. Ok, đó, ví dụ những cái trò như vậy là mình đang tập SAQ đó. Đó, thì tiếp theo nè, mình có thể thấy là chương trình tập SAQ cho trẻ em. Thì thật ra đó là những cái trò chơi mình tổ chức cho mấy em chơi đó. Thì cho chúng hơi tăng cường vận động, thì từ những cái hoạt động đó nó giúp họ, giúp cho con nít cải thiện được cái khả năng suy nghĩ, độ nhạy thần kinh của họ tốt hơn, và hệ cơ xương khớp của họ tốt hơn. Đó là những hoạt động mình nên cho con nít chơi thay vì cho nó ngồi ôm máy điện thoại. Đó, SAQ. Nên tuổi thơ của mấy đứa bây giờ nó hơi bất hạnh hơn mình hồi xưa, nó không được tập luyện. Hôm nào mình up team mình chơi thử đi, mình kích hoạt lại hệ thần kinh. Ok, kích hoạt lại hệ thần kinh. Đó là những cái đó. Đây, ví dụ người ta có cái trò bên nước ngoài, nó có trò red line, green line nè. Tức là một đứa bị sẽ đứng tốt ở phía xa, còn những đứa còn lại đứng ở phía bên này, đúng không? Thì khi cái đứa bị á, nó hô đèn xanh thì mấy đứa kia bắt đầu đi lên, đi nhanh 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 lên để chạm mấy đứa trên kia. Và đứa cuối cùng mà đi không kịp á, sẽ là cái đứa thay thế cho đứa bị. Đó, thì khi nó nói red line, hay nó nói red line, nó nói đèn đỏ, nó quay ngược lại nó nhìn, thì đứa nào mà đang đi thì phải đột ngột dừng lại hết, toàn bộ dừng lại hết, giữ nguyên tư thế dừng đó. Đó, đây là cái trò chơi của nó. Thì đột ngột mọi người phải dừng lại hết và giữ nguyên cái form đó, ai nhúc nhích là sẽ bị đi lên cái chỗ mà đứa bị luôn. Đó, thì cái game của người ta lại như vậy. Thì thật ra đây là những trò chơi nít thôi, nhưng mà nó giúp cho tập luyện. Ok. Rồi, SAQ cho những người giảm cân.
Thì bởi vì tập SAQ này á, nó mang tính high intensity nè, và kiểu như hit á, kiểu như hit, những bài như hit á, high interval training á, nên nó sẽ giúp cho cải thiện chức năng vận động nè, khả năng chịu đựng của cơ thể nè, rồi sức mạnh nè, rồi từ đó nâng cao cái chỉ số mà metabolic nè, giúp đốt mỡ và giảm cân. Rõ ràng là những cái mà hoạt động cường độ cao vậy nó tốn rất là nhiều calo. Như mình tập HIIT hoặc là mình tập Tabata hoặc là thử ra chơi lại mấy trò hồi xưa đó, thì bảo đảm giờ chơi không nổi đâu, rất là mệt. Rồi. À, chúng ta có thể tạo một cái circuit training nhỏ. Hôm trước mình tập học bài Kaido thì có nhắc đến circuit training. Một cái small circuit training và những bài tập SAQ này sẽ giúp giảm cân đó. Và những bài tập này sẽ dựa trên gì? Dựa trên khả năng và fitness level của từng đối tượng khách hàng khác nhau. Ở đây người ta ví dụ circuit training 1 là cái gì? Nhảy dây 30 giây. Nhảy dây 30 giây xong nghỉ 20 giây. Tiếp tục vào con shuffle. Con shuffle 30 giây tức là để hai cái con, hai đầu, tức là mình sẽ chạy qua chạy lại giữa hai con đó. Chỉ là chạy thôi, chạy qua chạy lại. Đó. Sau đó là nghỉ 20 giây. Xong tới ladder reel. Ladder reel là cái thang dây dưới đất nãy trong cái hình này. Đó. Làm bất cứ một cái gì liên quan đến cái ladder này. Ladder reel. Và circuit 2. Đó. Các bạn thể copy cái tên này. Tìm ở trên YouTube thử để nó ra những cái bài tập để mình xem. Rồi. Tập luyện cho người lớn tuổi, cho người già. Để làm gì? Chống lại những cái nguy cơ về tuổi tác của họ. Như giảm mật độ xương hay gọi là loãng xương đó. Hoặc là khả năng họ kiểm soát cơ thể không được tốt như hồi xưa. Giống như tại hệ thần kinh yếu rồi. Không có kiểm soát tay chân cùng lúc đồ được nữa. Dễ đến rơi đồ, dễ ngã này kia nọ. Và cũng như là cải thiện được cái khả năng vận động, phát lực của cơ bắp. Giúp duy trì cơ bắp không bị mất cơ. Rồi. Và nhưng cần lưu ý là phù hợp. Thiết kế sao cho nó phù hợp. Không có quá nặng cho họ. Phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau hơn. Để hạn chế té ngã nè và phục vụ cho cuộc sống. SAQ. Đây, một số bài tập này cho người lớn tuổi. Người lớn tuổi thì làm gì? Ví dụ như đây, đi trên một cái đường thẳng giống như đi catwalk á, 10 đến 15 gia lon này mình không biết bao nhiêu mét. Nhưng mục tiêu là để cho họ tập cái sự thăng bằng rồi xong có thể nhảy qua một cái vật nhỏ rồi xong tiếp tục đi chẳng hạn vậy. Là những bài của người già thì đơn giản hơn. Cường độ không quá cao. Rồi xong cũng tương tự mình sẽ đưa vào programming trong cái chương trình tập giống như cái Plyometric kia. Đó. Thì đây là những cái platform những cái reel cho cái ladder. Có tên của bài tập in in out out chẳng hạn đây, các bạn hãy coi.